You know what? Can we back it up just a little bit? Trời đất ơi. Tao đã buồn, tao khóc rồi mà thằng Mỹ nào nó chọt tôi vậy trời. Buồn lắm, em buồn. Đẹp lắm. Khóc tiếp cho nó ngọt. Tại sao có ca? Trời khàn tiếng quá sao nghe. Tặng hắn nói lại coi. Ai sao con khóc? Trời ơi, mới khóc có chút xíu thôi à. Ông trời đã cho tôi một ông tiên rồi. Trời ơi, tôi có ông tiên, tôi sẽ có nhiều điều ước. Ôi, ông tiên. Tiên. Ông tiên. Nhỏ này khùng. Sao hả? Mày có thấy có ai tiên mày vậy không? Tiên đâu tiên? Chứ ông là ai? Chú bán kẹo dạo bên kia đường, thấy con đứng đây khóc, cho nên chú mới đứng từ bên kia chú hỏi. Tại sao con khóc? Ủa không phải tiên hả? Không phải tiên. Không phải dạo. Tiên, nói giọng bình thường đi. Tự nhiên nói cái giọng đó làm chi cho người ta tưởng tiên. Ủa vậy hả? Ờ. Ủa sao khóc vậy? Tao nghe được con mày đi. Mày nhảm gì trong họng mày vậy? Mày nhả ra mày nói mày được không? Tôi ghét thế hả? Rồi nhỏ này không có lưỡi mà. Thôi mày nói bình thường giống như tao được không? Ờ ha, vậy cho nó khỏe đi ha. Không. Nãy giờ làm cho nó mệt hết sức nha. Rớt đại học. Cái gì mày nói gì? Con rớt đại học. Trời. Quá ăn giùm cây kem. Trời ơi, ông rảnh quá tự nhiên ông hát vậy cho con múa hả? Ăn cây kem xả xui đi con. Thôi, kem nào mà xả xui, người ta nói mình xui quá là đừng có ăn ăn kem mà phải ăn hột vịt lộn. Ủa? Mà nghĩ coi cả con đường này có ai bán hột vịt lộn đâu ăn. À, xả xui là phải ăn hột vịt lộn. Dạ. Mây trứng. À. Có bán luôn hả? Trời ơi, thời buổi này mà buôn bán phải kết hợp mới sống được chứ. Thôi, làm mấy trứng nghe con. Thôi, không ăn được đâu. Sao vậy? Nghĩ sao vậy, kem lạnh ngắt à mà phối hợp chung với trứng. Trứng ta cần phải ăn nóng. Mà để vô lạnh ngắt thì sao con ăn được, không ăn đâu, phải chỉ có bọc bía con ăn. Trời ơi, con nhỏ này làm khó ghê nha. Bán kem mà nó đòi hộp vịt lộn, mình cũng ráng mình lo cho nó rồi, bây giờ mày đòi gì? Bọc bía. Mày cuồng. Tao. Tao nói mày rồi mà, buôn bán phải kết hợp vậy đó. Trời, trong thùng này mấy trăm món luôn, nó ăn nó nằm nó đại luôn mày ơi. Thôi con ăn đâu, giờ con buồn lắm, con rầu lắm, trong bụng con giờ con buồn, con ăn uống không có được. Có gì buồn nói nghe coi. Con buồn. Ờ. Bình thường cho nó khỏe đi ha. Gì? Biết sao không, nhà con giàu lắm, ba má con có tiền nhiều lắm. Cho con học quá hả, mướn gia sư về nhà luôn, con thi ba trường đại học luôn á. Mà con rớt hai trường rồi, con không có buồn. Trường thứ ba con buồn, con tức. Ủa thứ ba sao tức, con nói nghe coi. Thiếu có 5 điểm mà nó đánh rớt phải gì không? Bà mẹ, rớt nửa điểm thôi là nó banh chành nó rồi. Thằng này nó rớt 5 điểm mà nó không nó tức. Vì con, chú nó mới tức nè, hồi xưa chú đi thi đại học nha. Chú thiếu có 7 điểm thôi chú đậu rồi đó con. Nhưng mà có gì đâu tức, nói nghe nè. Ở năm nay mình thi ông đậu, ráng ôn bài kỹ lưỡng, năm sau thi tiếp. Lão lão ơi, con rớt luôn sao? Thì mình ráng học hành chăm chỉ hơn, năm sau thế nào mình cũng đậu. Con chăm chỉ lắm mà lỡ con rớt luôn sao? Nhưng mà không chăm chỉ mà rớt rồi ráng cài đêm cài ngày học tan ban cái cuốn sách luôn, thế nào mình cũng đậu. Con cài dữ lắm rồi, đêm ngày con cài mà cũng rớt luôn rồi sao? Mày ra mày bán kem giúp tao đi mày ơi. Rớt thì rớt hoài á. Thôi không, như mày mệt quá. Chú làm con quê quá à. Mà con nói cho chú biết nha. Nhà con giàu mà sao con đi bán kem giống chú được. Đúng rồi. Con giấu ba mẹ con lén lén con thi thêm trường, con đang đợi kết quả. Đúng, nhà giàu có khác ha. Học hai ba trường thêm trường sơ cua nữa. Nhưng mà con tính dự định trường sơ cua con trường gì vậy? Con thi trường nhạc. Ý định của con là định làm ca sĩ. Vậy con làm ca sĩ. Giờ con đúng là con trường đúng rồi. Tướng mày tao là thấy tao rớt rồi đó, nhưng mà không biết cái giọng hát mày sao thôi à. Thôi, chú đừng nói vậy nha, chú đừng khinh dễ nha. Công nhận cái tướng con là không có đẹp thiệt, nhưng mà nó lạ. Lạ là sao? Nó
dụ nhiều khi nhiều ca sĩ người ta không có đẹp lắm nhưng mà người ta ca hay, giống như chú Chí Linh ổng đang thùi vậy, không có đẹp đâu đúng không, mà ổng ca hay. Con cha nó hơn thôi được, nó không được đâu, làm ca sĩ khó lắm. Chú này nói vậy chứ thôi bây giờ nha, con ca thử cho chú nghe nha. Con nói chú nghe nha, giọng ca của con là giọng ca tan trường. Tan trường là sao? Dạ trời ơi nè, bao nhiêu cơ sở công ty chuẩn bị mời con, giọng ca con là chuẩn bị đẩy qua giọng ca tan sở. Mấy mày nói cho khó hiểu, tan trường tan sở là sao? Có nghĩa là khi con cất giọng ca con vừa lên được hai câu thì 2000 sinh viên ùa ra khỏi trường trong vòng 20 giây, xếp hàng ngăn nắp. Trời ơi, tức là chuông không reo được là mày ca cái tự động tụi nó đi về hết. Đúng rồi. Không phải, nó tới nó coi con ca. Trời, nhỏ là tự tin ghê. Chú vui lên đi. Bắt đầu tao vui rồi nè. Chú phải vui lên. Tao vui tao mặc tao để luôn. Để luôn vậy nha. Bị gì chú coi con mà khỏi cần mua vé. Một tháng nữa sao là phải mua vé đó nha. Bây giờ nghe nha, để chuẩn bị. Ủa tức mày làm gì mày hát thử hả? Dạ con hát thử cho chú. Có micro để sẵn nè. Con hát giàu quá trời. Không phải, công an giao thông nhờ con. Kẹt xe con đứng lên con hát một cái là chạy hết luôn á. Thấy vậy đó chứ. Dạ con hát chứ nghe. Dạ mày hát thử phải không? Dạ. Rồi mày làm thử bài coi. Bài hát được mang tên Nếu Điều Đó Xảy Ra. Chọn đúng bài luôn. Xin cảm ơn quý vị. Một ngày nào đó, nếu tiếng ca con không còn, loài người chìm trong cơn sa mạc, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, câu ca chỉ còn trong di vang. Không, con sẽ như Mỹ Tân, xa tan lạnh lùng trong băng giá. Không, con sẽ như Mỹ Linh, xa tan lạnh lùng trong băng giá. Phải người ta hát không trời. Giống ác quỷ quá vậy. Cái micro để đây mà còn cái tiếng nó vang động vô vậy trời. Con đây nè chú. Cái này nó biểu mày. Dạ. Thời buổi này còn tính gạt ta mày. Dạ. Mày hát nhép phải không? Cái micro mà để đây mà mày hát là hát ở đâu vậy? Hát đây nè, con mày cầm yêu vậy thôi hà. Trời ơi, tao nói thiệt mày à, nghe được cái giọng ca mày là tao nói con là nó. Con mà đi hát là ăn chắc luôn. Ăn nhép đó con. Giọng gì đâu ăn tiền. Nó nói thiệt mày, nó đại diện cho trường nhạc là chấm cho mày luôn nè. Đâu? Rớt cái bịch luôn con. Mày có thù với âm nhạc. Hát ghê quá. Cái này là ganh tị, cái này là ganh tị. Thấy con ca hay quá, ém tài quá. Con nói chú nghe, con thủ sẵn nữa rồi. Là sao? Không cho con làm ca sĩ, con sẽ làm nhà văn. Có thù. Có thù. Trời ơi, văn nó còn khó nữa à. Văn là phải đọc cả trăm cái triệu cuốn tiểu thuyết mới làm được nhà văn. Trời, có đọc tiểu thuyết nhiều không? Cái đầu con là thư viện ở chồng, mấy chục ngàn cuốn truyện ở chồng á. Trời ơi, dữ á. Dữ. Vậy là mày có biết cái cuốn truyện mà cuốn theo chiều gió không? Đọc mấy cái bìa. Ồ, biết chuyện Thần Điêu Đại Hiệp không? Nát cuốn sách. Quá dữ luôn ta. Chẳng những con đọc nha, con còn nghiên cứu tác giả rồi tác phẩm đàng hoàng. Vậy đó hả? Cái cuốn mà cuốn theo chiều gió đó, con nói một cái chú nể con liền nè. Là của ai? Của nhà văn nữ đúng không? Hay quá vậy ta. Cái bà đó nổi tiếng ở bên Trung Quốc lắm, bà đó tên Quỳnh Giao đúng không? Con lại mẹ. Đúng hả? Trời ơi, chuyện ta có nhà văn nữ của Mỹ nó nói tự nhiên qua tới Trung Quốc rồi. Chết cha. Hột dịch mà còn lộn. Một dịch lộn mà nó còn lộn. Vậy mày lộn quá hả? Lộn. Đây nè chú, cái đầu con mấy chục ngàn cuốn truyện, trong lâu lâu cái thư viện ở trong đây nó nhả cái đĩa ra nó lộn. Chú thích nhà văn Mỹ đúng không? Đúng rồi, tao coi Mỹ không à. Vậy là chú phải coi Thần Điêu Đại Hiệp rồi. Đập bà cố luôn. Trời ơi, Thần Điêu Đại Hiệp nào nằm bên Mỹ. Chứ nó đâu? Nó của Trung Quốc. Thì hồi đó nó của Trung Quốc. Nó là Thần Điêu mà. Nó không bay đâu, nó bay. Nó bay về bên Trung Quốc á. Đúng, giờ không chừng nó đang bay bên Iraq, Iraq nó bỏ ra. Con nhỏ này con khiếu nữa nè. Nó thù âm nhạc vậy, nó thù tới văn chương luôn.
Thôi mày ơi, mày kiếm nghề khác mày làm đi, con mấy ra bán kem giống tao đi mày ơi. Chú được nói vậy để ông Thanh nói cho con nghe nè. Nhà mình giàu có thì ráng lo học hành đi. Chú hồi xưa cũng tại vì ý gia đình giàu có không lo học hành, bây giờ mới đi bán kem nè, thấy không? Thôi. Nhưng mà chú bây giờ ráng như là tằn tận nè, bán buôn nghề nuôi thằng con trai bây giờ cũng ngon lành lắm, cỡ tuổi cháu vậy đó. Nhưng mà nó học hành ngon lành nha, học ngày học đêm, học như chưa bao giờ được học vậy đó, rất là giỏi. Chứ nói thiệt chứ con đi thi đại học mà rớt một cái buồn lắm con. Buồn lắm. Buồn lắm. Hồi xưa chú cứ rớt một cái đầu tóc nó buồn sụp, quần áo sọc sệt, về miệng há khóc không nói nên lời. Đúng rồi. Buồn. Đây này nè, con chú về. Con chú về tới. Nè coi kết quả nè con. Con thấy cái hình ảnh này quen thuộc quá vậy trời. Lonely, I am Mr. Lonely, I have no party, đừng có mấy ô, lonely. Chú, nó hát bài hát nãy của con nè, này bạn con chắc rồi đó. Ê, mày đừng có trù mày, con trai tao giống giống như mày nha, con trai tao nó học hành siêng năng, giỏi giắng lắm à. Sao con, đậu rớt. Dạ con, lonely. Em Mr. Lonely, em không... Ai? Mày bị khùng rồi. Tao hỏi mày đậu hay là rớt? Dạ, con... Bạn con chắc rồi, bạn à. À, bạn. À, bạn. À, bạn. Yeah. Dạ. Quyết cho lời con nè. Dạ. Sao mày rảnh quá vậy mày? Sao mày bạn nó hả? Dạ, nhỏ này thi chung lớp con rồi ba. Đó. Ngồi chung bàn luôn. Đúng rồi. Hai đứa làm chung bài luôn. Vậy rồi, rớt chắc rồi. Đâu có, bạn này copy con à, con không cho. Đi thi mà, đi copy bài người ta không cho, bởi vậy bạn này rớt. Còn con? Con lồn đi. Ai? Nghĩa là sao? Dạ, con lọt rồi ba ơi. Lọt là rớt hả? Trời! Mới nghe qua cho xin đứng ngang mà. Ba! Con! Ba bị khùng rồi nè. Con nói vậy đâu có không vậy? Tự nhiên giờ vậy hả? Bị lây nhỏ này. Mày nói vậy là mày rớt rồi. Dạ, con... À, ông yên rồi, bắt đầu. Bán cái mẹ rồi, bỏ tiền nuôi mẹ ông giờ rớt rồi. Ông yên cắn. Ông yên mày đâu, rớt rồi. À... Tại sao con khóc? Mẹ lẽ đi khóc mình động lòng đó trời đó. Cho bà đi xuống giúp mình. Không. Bà đi đâu? Không phải bà đi. Mà là con mẹ điên. Thôi sao gặp mày hoài mày? Mày đến tao làm việc gia đình tao chút được không? Mày nói sao mày rớt rồi? À, mày là... À, thôi đừng khóc ba ơi, à, thôi đừng tiếc ba ơi, à, còn có chi mà ba khóc à, thì rớt nay an bài à, thì ngày sau à, con cố công đi tìm mà sẽ kiếm ra một nghề để mà sinh nhai à, tì 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 tì. Ê, mày đừng nói mày đi sóng ca với nhỏ này nha mày. Nghe đâu nó muốn làm ca sĩ ba. Chứ mày muốn làm gì đâu mày nói tao nghe. Dạ con kiếm được nghề sinh nhai rồi. Ờ. Con quyết định là con sẽ đi làm diễn viên múa. Ừ, đàn ông con trai mà múa. Con có năng khiếu múa tiềm ẩn luôn á. Thôi ba không biết á, để con múa cho ba coi nè. Ờ. Cái chết con Thiên Nga. Cái chết con Thiên Nga. Chú đã chọn đúng nghề bán hộ vịt lộn rồi. Sao vậy? Con trai chú nó muốn y như vịt đang đẻ vậy đó. Mày thấy chưa mày?
Mày thấy nó chập quê mày chưa mày? Chú ơi, chú hỏi con chú coi có thù nghề múa không? Sao vậy? Chứ nãy có múa thì ớn mà, không thôi là nãy á. Ê, mày thấy nó chập quê mày không? Nó có gì quê ba? Học tài thi phận mà ba. Năm nay con lỡ con rớt thì sang năm sau con ráng, con học hành kỹ lưỡng chút xíu nữa con đậu mà. Mày học hành kỹ lưỡng mày không đậu rồi sao? Thì con học hành kỹ chút xíu nữa, ôn bài kỹ chút xíu nữa chắc chắn con đậu. Mà nếu mày học hành kỹ lưỡng mà mày cũng không đậu nữa rồi sao? Con học bò, học lăn, học trà, học lớn chắc chắn thế nào con cũng đậu. Học trà, học lớn cũng không đậu rồi sao? Ủa con có lẽ ba đi bán. Trời ơi, con hơn cha là nhà có cú ba. Bữa không có bán thùng, nó chơi quy xe. Mày vậy là con xong rồi, xong rồi, tiêu rồi. Trời ơi, lo lắng cho mày tự chút mày thấy tao ôm cái thùng tao đi bán nắng như mưa rồi không mày? Ba đừng giận con nữa ba, bữa nay ba vui đi. Bữa nay sinh nhật của ba mà. Con có món quà tặng ba nè ba. Trời ơi, ăn học lo tặng quà. Mày lanh quá à. Thư thứ nước mà đặt tặng quà kỳ để ba la nó không? Cái cầu dễ sợ lắm lắm. Ông có kệ con nó tặng quà, thui cho con nó tặng vậy à. Có đau mà ông buồn con cái từ từ dạy nghe không nghe. Con mình đẻ ra mà chứ đâu phải ai đâu. Nó tặng cho cái bông hồng. Nó làm như tôi còn yêu nó vậy, nó tặng bông hồng. Ông sao kỳ quá, con cái nó thương nó tặng gì mình xài đó. Ông nói nãy ông gắn lên đây chơi cho duyên coi. Trời dễ thương quá. Đi ra đường nó bóng tụi con liền. Cái nè nó còn tặng cho cái thiệp hồng nữa nè. Ủa tụi bà làm cưới nào mà mưa đưa thiệp. Mày sao kỳ nó chưa dặn bỏ đời cưới hỏi gì thằng kỳ cục dễ sợ đứa dở. Con có đọc chị nghe à. Ba yêu dấu con trai cưng của ba đã đậu thủ khoa. Trời ơi, cái gì? Đậu thủ khoa mà cũng phải đặt chạy mình. Trời ơi. Mày nói gì? Yes! Con đậu thủ khoa rồi ba ơi. Con đậu thủ khoa. Thôi ông đi buôn bán dầm nắng dễ mưa. Ông phải tắt đi con khùng eo của ông chết rồi. Ông nghe hiểu rồi ông nội ơi, nghiệp quá. Chị hai, chị hai. Rảnh không chị hai leo xuống con cái mẹ. Trời ơi. Ủa làm lầm má nó nào á? Không lẹo, không lẹo, không mừng. Đậu tuần qua rồi. Nó ôm con ba ơi. Thôi kéo con kìa. Trời ơi, vậy là ước mong của ba nó thành đạt rồi. Ba muốn bán cực khổ tới nơi nào ba cũng không tiếc. Thấy không? Nhưng mà giờ mong cái ngày hôm nay con đã làm rạng rỡ cho gia đình mình rồi. Bây giờ ba có muốn dạo cỡ nào ba chịu được hết trơn á. Vậy là đậu thủ qua rồi phải không? Món quà thứ gì của ba lắm chị không? Con bị gì bây giờ là vui quá con tuổi. Bỏ ngộ ha, thấy gia đình mình vui cái nó tuổi. Thôi con đừng có tuổi nữa. Con bây giờ cho chú nói con nghe nè. Đừng có ỷ gia đình giàu có nữa nghe không? Ráng lo học hành đi, năm sau thế nào cũng phải đậu để cho ba má của con ở nhà nó yên lòng. Nghe không? Ráng học đi, nếu mà có khó khăn gì á tối tối cầm vở qua cho anh Sơn kèm cặp cho. Nghe không? Ừ. Này chú nói đó nghe. Chú cho phép con qua đây cho anh Sơn kèm cặp con ha. Vậy con hứa với chú hàng đêm con sẽ đem tập qua cho anh Sơn kèm cặp con. Con hứa với chú nha. Năm sau thế nào con cũng đậu. Đậu đại học nghe con. Có, đậu thăng. Con hết rồi đã chào tụi mày. Dạ. Chào con chị Diệu, con Liên Dương Tơ và chị Phương có liên kết với chị. Tình yêu đến nữa làm gì? Tôi sợ